một quả đồi nhỏ nằm ở phía tây nước Anh, được mệnh danh là có thể chữa được vô sinh. Tại sao lại như vậy? Lý do là bởi quả đồi này có một hình khắc khổng lồ, hình tượng của một người đàn ông và được cho là đã xuất hiện cách đây hơn 1.000 năm. Nằm trên quả đồi ở làng Sơn Abbas thuộc hạt Dorset phía tây nam nước Anh, Sơn Abbas Giant, hay còn gọi là người khổng lồ ở Sơn Abbas. Hình khắc mô tả một người đàn ông khỏa thân, tay phải cầm một cây gậy lớn, tay trái dang rộng. Điểm nổi bật của toàn bộ hình khắc này là cơ quan sinh dục cỡ bự và đang trong tư thế chào cờ. Người khổng lồ này cao tới 55 mét, được tạo ra bằng cách đào các rãnh nông trên mặt cỏ, sau đó lấp lại bằng đá vụn. Nguồn gốc và niên đại của hình khắc này cho đến nay vẫn còn là một điều bí ẩn. Các nhà sử học cũng chỉ tìm thấy những ghi chép sớm nhất về hình khắc của người đàn ông này từ thế kỷ 17. Nhưng những cuộc thử nghiệm khoa học gần đây đã chỉ ra rằng thậm chí nó đã có thể được tạo ra từ những năm 700 sau công nguyên, tức là cách đây hơn 1.300 năm. Các học giả cũng không rõ hình khắc này tượng trưng cho vị thần nào. Có người thì cho rằng đó là một vị thần của người Anglo-Saxon cổ đại. Có người thì lại bảo đây trông giống thần Hercules của thần thoại Hy Lạp. Thế nhưng, đối với người dân địa phương, người ta nhắc đến người khổng lồ Sơn Abbas như một vị thần ban phước cho những phụ nữ không có khả năng sinh sản. Truyền thuyết thì cho rằng nếu như bạn đang gặp trục trặc trong khả năng sinh con hoặc mong muốn là có những đứa con khỏe mạnh, hai vợ chồng bạn có thể đứng giữa hình khắc người khổng lồ này và sau đó quan hệ một cách công khai. Đặc biệt là phải hành sự ngay tại vị trí cơ quan sinh dục của hình khắc, thì tỷ lệ đậu thai sẽ là cực cao. Mặc dù mang nặng yếu tố tâm linh, nhưng điều kỳ lạ là quả thực theo thống kê thì tỷ lệ sinh nở của phụ nữ xung quanh khu vực này cao gấp đôi, thậm chí là gấp 3 so với phụ nữ ở các thành phố khác. Wow. Hiện nay, không chỉ người dân nước Anh, rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn trên thế giới cũng tìm đến người đàn ông này với hy vọng được hưởng thêm chức làm cha làm mẹ. Còn bạn nghĩ gì về người đàn ông trần truồng trên quả đồi này? Hãy để lại bình luận nhé.